Chào đón quý vị và các bạn đến với bản tin trên kênh Thời sự nhanh. Trong vòng 24 giờ qua, quý vị quan tâm nhất đến thông tin nào? Hãy cập nhật với chúng tôi trong phần điểm tin chính ngay sau đây. Bộ Y tế yêu cầu niêm yết giá kit xét nghiệm, xử lý nghiêm hành vi găm hàng tăng giá. Hà Nội tăng vọt ca COVID-19, thêm gần 19.000 ca mắc. Cảnh báo F0 tăng cao, thành phố Hồ Chí Minh có thể dừng karaoke, bar, vũ trường ở nhiều nơi. Đã đến lúc xem COVID-19 như một bệnh lý. F0 ở Lâm Đồng tăng vọt, bác sĩ mắc COVID-19 cũng không được nghỉ. Và sau đây là phần nội dung chi tiết, xin mời quý vị và các bạn đón xem. Bộ Y tế yêu cầu niêm yết giá kit xét nghiệm, xử lý nghiêm hành vi găm hàng tăng giá. Kính thưa quý vị, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các địa phương tiếp tục chỉ đạo các đơn vị sản xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, chủ động hoạt động sản xuất, kinh doanh để đáp ứng nhu cầu sử dụng trang thiết bị y tế phòng chống dịch. Yêu cầu các đơn vị đảm bảo bình ổn giá trang thiết bị y tế theo nội dung tại công văn số 854 ngày 23 tháng 2 năm 2022 và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả theo nội dung tại công văn số 729 ngày 18 tháng 2 năm 2022 của Bộ Y tế. Đồng thời, khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng, quản lý thị trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết, kiểm tra và ngăn chặn các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm trang thiết bị y tế trên thị trường để đầu cơ, găm hàng, mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán các thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19 bất hợp lý và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bộ Y tế cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan phải đăng tải giá trúng thầu bộ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại địa phương, danh sách số lưu hành, giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế bị thu hồi trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, thành phố và các cơ quan truyền thông của tỉnh, thành phố. Ngoài ra, Sở Y tế giao nhiệm vụ cho các bệnh viện, trạm y tế, nhà thuốc, đại lý bán lẻ thực hiện niêm yết giá bộ xét nghiệm SARS-CoV-2. Hà Nội tăng vọt ca COVID-19, thêm gần 19.000 ca mắc. Kính thưa quý vị, Sở Y tế Hà Nội hôm nay công bố 18.661 ca COVID-19 mới, gồm 6.418 F0 cộng đồng và 12.243 ca đã cách ly. Số nhiễm phát hiện trong ngày tăng 3.547 ca so với ngày 3 tháng 3. Nhóm bệnh nhân COVID-19 mới trú tại 525 xã, phường, thị trấn thuộc 30 trên 30 quận, huyện, thị xã. Các địa phương ghi nhận số F0 lớn nhất trong ngày: Long Biên 987 ca, Sóc Sơn 958 ca, Hoài Đức 936 ca, Hoàng Mai 922 ca, Đông Anh 918 ca, Nam Từ Liêm 904 ca. Một số địa bàn xã phường có số nhiễm cao trong hôm nay: An Khánh, Hoài Đức, Xuân Đỉnh, Phú Diễn, Từ Liêm, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Tân Lập, Đan Phượng. Như vậy, từ đầu dịch thứ tư, từ ngày 29 tháng 4 đến nay, địa bàn Hà Nội đã ghi nhận tổng số 322 ca COVID-19. Riêng từ thời điểm áp dụng thích ứng an toàn, linh hoạt với COVID-19 từ ngày 11 tháng 10, toàn thành phố có thêm 318.184 F0 mới. Hà Nội vẫn tiếp tục đứng đầu cả nước về số F0 mới mỗi ngày. Các quận huyện có số ca bệnh cộng dồn lớn nhất từ đầu năm 2021 tới ngày 3 tháng 3 năm 2022 là Hoàng Mai 22.182 F0, Đông Anh 19.379 F0, Nam Từ Liêm 17.665 F0, Đống Đa 16.223 F0, Long Biên 15.617 F0, Bắc Từ Liêm 15.435 F0, Thanh Trì 14.112 F0. Sở Y tế Hà Nội mới đây đã có công văn yêu cầu các cơ sở kinh doanh thuốc phải tuân thủ quy định về thực hành tốt bảo quản thuốc, thực hành tốt phân phối thuốc, thực hành tốt bán lẻ thuốc, thực hiện nghiêm việc bán thuốc theo đơn. Theo đó, chỉ được bán thuốc có hoạt chất Molnupiravir cho người mắc COVID-19 có đơn thuốc đúng quy định, tư vấn nguy cơ, lợi ích cho bệnh nhân khi bán thuốc và cập nhật ngay dữ liệu xuất nhập vào hệ thống dược quốc gia. Tuyệt đối không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, tích trữ và đẩy giá thuốc tăng cao. Yêu cầu trên nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân, tránh mua phải hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, tránh việc lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ, tăng giá, gây ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự xã hội. Cảnh báo F0 tăng cao, thành phố Hồ Chí Minh có thể dừng karaoke, bar, vũ trường ở nhiều nơi. Kính thưa quý vị, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi giao ban với các quận, huyện, thành phố Thủ Đức về công tác phòng chống dịch. Những ngày qua, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tăng vọt trở lại, số địa phương thuộc vùng cam cấp độ 3 dịch COVID-19 của thành phố đang ở mức đáng lo ngại.
chúng ta đều thấy số F0 xuất hiện rất nhiều xung quanh, từ cơ quan đến trường học, gia đình. Việc xuất hiện lại phường xã vùng cam với số lượng không ít là dấu hiệu đáng lo. Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, hiện tại là thời điểm không thể buông lơi. Việc cần làm ngay của các địa phương là căn cứ theo quyết định 3900 của Ủy ban Nhân dân thành phố về quy định các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để ban hành các quy định, điều chỉnh hoạt động theo đúng cấp độ dịch. Theo quyết định này, các phường, xã thuộc vùng cam, cấp độ 3 của dịch COVID-19 cần tổ chức hạn chế, có điều kiện đối với đám cưới, đám tang, lễ hội, cơ sở massage, spa, làm đẹp, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ, cơ sở làm tóc, rạp chiếu phim. Đặc biệt, dịch vụ quán bar, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke không được hoạt động. Cơ sở dịch vụ như massage, spa, làm đẹp hoạt động tối đa 25% công suất tại cùng một thời điểm. Cấp độ 1 hoặc 2 của dịch COVID-19 thì các hoạt động được tổ chức tương đối thoải mái. Tuy nhiên, các địa phương ở cấp độ 3 của dịch COVID-19 cần siết chặt các hoạt động, địa phương không thực hiện nghiêm cần bị xử lý. Các quận huyện phải cử đoàn kiểm tra, chấn chỉnh đối với khu vực thuộc cấp độ 3 dịch COVID-19 mà chưa điều chỉnh các hoạt động. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu. Ông Dương Anh Đức cũng nêu mục tiêu, trong 2 tuần tới, thành phố cần cố gắng vượt qua đỉnh dịch COVID-19. Để làm được điều đó, các sở, ngành cần tham gia hỗ trợ cơ sở về nguồn lực phòng chống dịch. Nhắc lại tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội bày tỏ sự lo lắng khi thành phố có tới hơn 70 phường thuộc cấp độ 2 của dịch COVID-19 và gần 20 phường đang ở cấp độ 3. Ông nêu rõ, nếu thành phố không cải thiện khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch trong hôm nay và ngày mai, thì số lượng địa phương thuộc cấp độ 3 dịch COVID-19 còn tăng trong kỳ đánh giá tới. Theo công bố mới nhất của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trong tuần lễ từ ngày 21 tháng 2 đến ngày 27 tháng 2, tình hình dịch bệnh trên địa bàn đã có nhiều diễn biến mới. Từ một địa phương duy nhất là vùng cam trong tuần liền kề trước đó, toàn địa bàn đã có 13 phường xã thuộc cấp độ 3 dịch COVID-19 vùng cam. Các phường xã thuộc vùng cam bao gồm 1 phường thuộc quận 5, 4 phường thuộc quận 10, 1 phường thuộc quận 11, 2 xã thuộc huyện Bình Chánh, 1 xã thuộc huyện Hóc Môn và 4 phường thuộc huyện thành phố Thủ Đức. Đối với các cấp độ dịch COVID-19 còn lại, Thành phố Hồ Chí Minh có 222 khu vực đạt các tiêu chí của cấp độ 1 dịch COVID-19 vùng xanh, 77 phường xã thị trấn đạt cấp độ 2 của dịch COVID-19 vùng vàng. Đã đến lúc xem COVID-19 như một bệnh lý. Kính thưa quý vị, liên quan tới diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, phóng viên báo Đại Đoàn Kết đã có cuộc trao đổi cùng bác sĩ Đỗ Quốc Phong, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực nội khoa và chống độc Bệnh viện E, chuyên gia đã cấp cứu và điều trị thành công nhiều bệnh nhân COVID-19 nặng nguy kịch phải thở máy, lọc máu, chạy tim phổi nhân tạo ECMO. Theo bác sĩ Đỗ Quốc Phong, tôi cho rằng trong thời gian tới, dịch COVID-19 tại Hà Nội sẽ có xu hướng giảm dần. Tôi lấy một ví dụ nhỏ, đó là những ngày trước đây, gần như mọi thời điểm trong ngày, tôi đều nhận được những cuộc điện thoại, những tin nhắn của các F0 cần tư vấn, hướng dẫn về điều trị COVID-19 tại nhà. Tuy nhiên, những cuộc điện thoại và tin nhắn với nội dung tương tự đang giảm dần. Đó chỉ là một phép so sánh đơn giản để phân tích về tình hình dịch bệnh. Chúng ta cần hiểu rõ, khi nhắc đến đỉnh dịch, đó là thời điểm số lượng ca mắc tăng cao nhất và sau đó số lượng ca mắc mới sẽ giảm đi. Mỗi một làn sóng dịch thường sẽ có ít nhất một đỉnh dịch. Việc giảm số lượng ca mắc mới sau một đỉnh dịch. Việc giảm số lượng ca mắc mới sau một đỉnh dịch có thể xảy ra do số người trong quần thể đó đã đạt đủ số lượng có miễn dịch bảo vệ hoặc chúng ta đã áp dụng hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch. Thêm nữa, tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 tại Hà Nội ở mức rất cao nên hoàn toàn có khả năng dịch bệnh sẽ có xu hướng giảm rõ rệt trong thời gian tới. Một lý do khác nữa, phải chăng sau một thời gian dài phải ứng phó với SARS-CoV-2, người dân cũng đã hiểu rõ hơn về virus này, từ cách phòng ngừa cho đến cách tự cách ly, điều trị khi mắc bệnh, thưa ông. Chính xác. Phải khẳng định rằng chúng ta đã làm rất tốt công tác truyền thông để người dân nắm được những kiến thức cần thiết về dịch COVID-19 bằng đủ mọi hình thức. Bộ Y tế cũng có hướng dẫn rất chi tiết về các biện pháp phòng chống dịch và cập nhật kịp thời phác đồ điều trị cho F0 điều trị tại nhà. Quan trọng hơn, hiện nay phần lớn người dân đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine và chúng ta đang hướng tới 100% người dân trên 18 tuổi tiêm mũi 3. Khi người dân thấy những người xung quanh mình bị mắc bệnh, đa phần là không triệu chứng hay chỉ có triệu chứng nhẹ, họ sẽ cảm thấy yên tâm hơn, sẽ bớt đi phần nào tâm lý hoảng loạn khi mình trở thành F0 để tập trung hơn trong việc tự cách ly điều trị. Tuy nhiên, một số người có quan điểm yên tâm thái quá khi cho rằng cứ để mắc COVID-19 coi như là tiêm vaccine mũi 4 thì lại không thỏa đáng. Tốt nhất vẫn là thực hiện thật tốt các biện pháp phòng chống dịch đã được khuyến cáo.
Thời gian vừa qua, các bệnh nhân COVID-19 tại khu vực Hà Nội cơ bản là không triệu chứng và triệu chứng nhẹ. Hầu hết F0 chỉ có biểu hiện của cảm cúm trong vài ngày, sau đó sức khỏe dần ổn định trở lại. Số bệnh nhân diễn biến nặng ở mức rất ít, chủ yếu là những ca diễn biến của bệnh lý nền mà người mắc bệnh trước đó chứ không phải là bệnh lý do COVID-19 gây ra. Chìa khóa ở đây là tỷ lệ bao phủ của vaccine phòng COVID-19. Việt Nam đang là một trong 6 quốc gia dẫn đầu thế giới về tỷ lệ này. Với tỷ lệ bao phủ vaccine cao như hiện nay, cùng với đó là việc phổ cập của thuốc kháng virus Monipivir, một phương thức điều trị với giá cả phải chăng, người dân có thể tiếp cận dễ dàng đồng thời. Tại các cơ sở y tế trên địa bàn Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung đều đã được tối ưu hóa để điều trị bệnh nhân COVID-19. Tôi cho rằng mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát. Thêm một thông tin nữa cần phải chia sẻ, đó là Việt Nam đang là một trong những nước có tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 nặng được chữa khỏi cao hàng đầu thế giới. Trong hội nghị hồi sức toàn cầu vừa diễn ra, báo cáo của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho thấy tỷ lệ cứu sống bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch, phải thở máy là trên 65%. Đây là tỷ lệ cực cao so với thế giới trong cấp cứu thảm họa. Đối với COVID-19, đây có thể xem như một tỷ lệ vàng. Đó là những tín hiệu đáng mừng, khẳng định trình độ và năng lực của ngành y tế nói chung, cũng như ngành hồi sức cấp cứu, đang đáp ứng rất tốt công tác điều trị người mắc COVID-19 nặng nguy kịch. Theo tôi, đã đến lúc coi COVID-19 như một bệnh lý chuyên khoa, như các bệnh lý chuyên khoa khác. Ở thời điểm hiện tại, Việt Nam đang thực hiện chiến lược chung sống an toàn với COVID-19, chứ không còn là Zero COVID như trước đây. Việc vẫn tiếp tục đưa COVID-19 vào danh sách các bệnh lây nhiễm nhóm A là rất tốn kém về nguồn kinh phí, phòng chống dịch, tốn kém cả về nhân lực y tế. Tôi cho rằng cần có những thay đổi phù hợp khi càng ngày chúng ta càng hiểu rõ hơn về SARS-CoV-2. Và thực tế, những thay đổi đó đang diễn ra. Đơn cử trước đây, quy định đối với nhân viên y tế điều trị và chăm sóc bệnh nhân COVID-19 là cách ly 14 ngày sau khi hết giai đoạn điều trị bệnh nhân, sau đó giảm xuống còn cách ly 7 ngày. Đến hiện nay thì chỉ cần nhân viên y tế mang đồ bảo hộ đầy đủ, đạt chuẩn thì sau khi chăm sóc bệnh nhân và thực hiện đúng quy trình vệ sinh thì có thể về nhà bình thường. Ngoài ra, cũng cần khẳng định là SARS-CoV-2 sẽ không tự nhiên biến mất mà nó còn tồn tại trên trái đất này trong thời gian rất dài nữa. Chúng ta cần những bước chuẩn bị để đặt nó trong tầm kiểm soát, coi COVID-19 như một bệnh lý chuyên khoa là một trong những giải pháp đó. Các bệnh viện có thể thành lập các khoa điều trị riêng về COVID-19, cũng giống như một khoa điều trị bệnh lây nhiễm bình thường như trước đến nay đã tồn tại trong mỗi bệnh viện. Khi đó, COVID-19 sẽ là một căn bệnh dễ lây qua đường hô hấp và có triệu chứng của cúm. Đó là một sự thay đổi phù hợp xu thế khi đã hiểu rõ hơn về virus và nắm trong tay chìa khóa là vaccine phòng COVID-19.